Em ơi cho anh cốc nước cam nhé. Có. Em gửi anh nước cam. Ừ, anh xin. Cảm ơn em. Vâng. Giống nhau ấy. Sao? Giống nhau. Anh uống nước cam, em uống nước cam. Cái món khoái khẩu của anh. Em ơi. Sao? Anh xin phép được trả tiền cốc nước cam luôn cho em ấy. Ok ạ, cảm ơn anh. Anh xin phép phiền em cho anh ngồi đây được không? Cảm ơn em đấy. Duyên này. Cảm giác bọn mình rất là duyên ấy. À vì nay tự nhiên anh vào quán này xong rồi gọi cốc nước cam ra, xong rồi lại thấy em cũng uống nước cam ấy. Trùng hợp. Tiện cái duyên này thì em có thể cho anh mời em dùng bữa trưa nay một suất bún đậu mắm tôm được không? Được không em? Sao đấy em? Anh nghĩ gì mà anh mời em đi ăn bún đậu mắm tôm? À em á, em chỉ có đi ăn ở nhà hàng Nhật, ăn những đồ đắt tiền thôi. À cũng như em chỉ sẵn sàng hẹn hò với những người làm một ngày mà ăn cả tháng anh ạ. Làm một ngày ăn cả tháng ăn thua gì. Không giấu gì em, trước đây thì anh toàn đi 4 bánh thôi, tiền tiêu cả quyển đi chứ. Xong đợt này anh chuyển công việc thì công việc cũng theo chiều hướng tích cực hơn, anh làm một ngày ăn cả năm đi chứ, ăn tháng ăn thua gì đâu em. Anh nói thật đi ạ? Anh nói thật mà, anh nói sai anh là con chó ấy chứ. Em. Khoảnh khắc này thật là tuyệt vời và ấm áp. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi nhé. Anh ơi. Ơi. Anh nói ngày trước anh toàn đi xe 4 bánh. Ừ. Tiêu tiền cả quyển. Thế là anh làm nghề gì đấy? Anh làm phụ xe buýt. Phụ xe buýt á? Ừ. Thế thì làm gì có chuyện mà tiêu tiền cả quyển được? Có chứ. Thì nhá, khách lên xong mình xé vé mình bán cho khách ý, xong mình thu tiền. Có hôm còn cầm cả nắm tiền, nó tóe loe, nó vãi hết cả xuống sàn đi chứ em. Gì đây em? À thôi, bỏ đi. Quá khứ không quan trọng, những chuyện quá khứ mình gạt hết về sau anh nhá. Ừ. Bây giờ hiện tại mới là quan trọng như này. Anh bảo là anh làm một ngày mà ăn cả năm, mà anh làm cái nghề gì đấy? Anh bán muối. Hả? Anh bán muối. Đây này. Đây đây. Muối. Nhà anh làm muối mà. Nhưng đợt này nó ế ẩm quá, anh phải mang muối đi tiếp thị cho từng đại lý, từng cửa hàng một đấy chứ. Này không bán được quá nào luôn. Nhục thế. Này ông bán muối ơi. Ừ. Ông mặn thật đấy. Ừ. Nhưng mà tôi không mặn mà với ông đâu. Ố tổ mất cả thời gian. Chị
ơi, điện nước thanh toán cho các anh bán muối đi nhá. Thế sao bảo là thích làm một ngày ăn cả tháng, ăn cả năm? Đây kìa. Sơn ơi. À, anh Cường ạ? Ờ, chào em. Sơn có nhà không em? Anh cứ ngồi đi chơi đã, anh Sơn nhà em trong một tí là về thôi ạ. À. Anh cứ uống nước ạ. Ờ, thôi, không phải nước non gì đâu. Anh vừa mới đi công tác về, sang nhà biếu hai vợ chồng ít quà. Thế xong anh còn phải chạy đi mấy nhà nữa cơ. Đây. Đây, tặng hai vợ chồng nhá. Ôi, đúng là xà bông mà em thích luôn. Em yêu cái mùi này nhất đấy ạ. Ơ, sao anh Cường lại biết em thích loại này nhỉ? Không, anh có biết đâu. Anh cứ mua bừa mà. Đây, còn cái này anh tặng cho cô Bi. Siro ho cảm ích nhi. Sao anh Cường lại biết Kubi đang bị ho với cả sổ mũi ạ? Không, anh có biết đâu. À, anh chỉ thấy là thời tiết nó đang chuyển mùa ấy. Thế là trẻ con ấy nó hay bị ho. Cái loại này nó rất là nhạy. Mấy đứa nhà anh nó dùng suốt ấy. Vâng, thế anh xin ạ. Thế thôi. Anh đang phải đi còn mấy nhà nữa cơ. Anh ở lại chơi ạ? Thôi, hôm khác hai nhà ngồi riêng nhau sau nhá. Vâng, thế em cảm ơn anh. Ừ. Anh Cường về ạ. Anh chào, chào em. Người đâu mà tâm lý thế không biết. Em à. Anh đi đâu bây giờ về? Đi làm chứ đi đâu. Làm xong còn họp cơ mà. Cho đành cốc nước đi. Này, ai vừa đến ngồi ghế nhà mình đây? Anh Cường cá nha. Ai Cường cá? Ừ. Nó đang sốt à? Sao đít nó nóng thế? Em sợ đít anh đâu mà em biết nóng lại. Ghế nóng dừng dừng lên này. Nó đến có việc gì mà không chờ anh về nó đã đi rồi. Anh đi công tác về, sang biếu nhà mình ít quà xong rồi có việc đi luôn à? Quà gì? Đây, xà bông em thích. Với cả là siro ho cảm ích nhi cho Kubi. Lạ nhỉ? Lạ gì? Sao nó biết em thích cái mùi xà bông kia? Em sao biết được? Ngẫu nhiên quá ha. Thế còn tại sao nó biết con mình ho? Khổ quá, đây là chuyện trùng hợp thôi chứ em biết làm sao được. Chả có gì là trùng hợp cả. Vô lý thật đấy. Vô lý cái gì? Thật sự là vô lý đấy. Anh hỏi thẳng em luôn này. Em với nó thân thiết với nhau đến mức nào rồi? Hả? Chuyện nó không phải như thế đâu, anh em nói đã. Đây nhá, em đang ở nhà lau nhà. Anh Cường anh đến xong rồi anh... Đi luôn đi! Đừng giải thích gì thêm nữa. Quá đủ rồi đấy. Anh đi đâu? Tôi không muốn ở cái nhà này nữa. Xả vai đi. Ông chỉ nên diễn ở nhà với vợ thôi. Ra đây toàn anh em, ông phải chân thành với nhau, không cần phải diễn. Thôi, bây giờ là nâng ly chúc mừng cho cái sự tự do tạm thời của ông. À. Chúc mừng cho sự tự do tạm thời của tất cả chúng ta. Thay đổi thời tiết hay năm điều hòa lành đều khiến trẻ dễ bị ho cảm. Mẹ Lu có sẵn siro ho cảm ít nhi, dùng ngay khi trẻ chớm ho, hắt hơi, sổ mũi.
với thành phần quất, tắc, cát cánh và các thảo dược sạch đạt chuẩn quốc tế. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ho Cảm X Nhi không chỉ thơm ngon mà còn an toàn, hiệu quả, hỗ trợ giải cảm, giảm ho, tiêu đờm. Yeah. Trẻ chống ho cảm dùng ngay X Nhi.